Bão Conrad có vào Biển Đông. Chiều ngày 29 tháng 10, bão Conrad mạnh cấp 13 tương đương sức gió 144 km/h, giật tới cấp 16. Tâm bão đang ở ngoài khơi Philippines. Dự báo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và mạnh thêm. Đến sáng 31 tháng 10, bão sẽ rất mạnh, cấp 15 tương đương sức gió 180 km/h, giật trên cấp 17. Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Conrad sẽ mạnh nhất trong 2 ngày tới. Khả năng sóng lớn cùng nước biển dâng 2 đến 3 mét sẽ ảnh hưởng đến một số xã thuộc các tỉnh Batanes, Cagayan. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào phía đông nam đảo Đài Loan Trung Quốc vào đêm 31 tháng 10, sáng sớm ngày 1 tháng 11. Bão ít có khả năng đi vào Biển Đông, tuy nhiên với hoàn lưu rộng, mây bão cũng sẽ chồm vào gây mưa rông, gió mạnh cho phía bắc của Bắc Biển Đông. Cảnh báo từ chiều 30 tháng 10, gió sẽ mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng cao từ 2 đến 4,50 m, biển động mạnh.